Nhờ tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý dạy và học, ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều đã trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về việc triển khai các mô hình công nghệ mới trong giáo dục. Là địa phương tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, những năm gần đây, ngành giáo dục đào tạo huyện Đông Triều đã bước đầu xây dựng thành công mô hình lớp học thông minh, trường học thông minh tại các lớp học và đang đạt được hiệu quả cao với những giờ học có tính tương tác và thực tế. Giờ sinh học tại trường tiểu học Vĩnh Khê được áp dụng mô hình lớp học thông minh, mỗi học sinh được sử dụng một máy tính bảng để làm bài tập. Học sinh thích thú khi vừa học vừa được xem các đoạn video minh họa thực tế. Từ bục giảng thông minh, giáo viên có thể quản lý bài học của học sinh, giao nhiệm vụ cho các em. Ngược lại, học sinh có thể sử dụng máy tính bảng để gửi câu hỏi, câu trả lời tới màn hình tương tác của giáo viên. Học sinh sẽ làm bài tập trực tiếp trên máy tính bảng, trên màn hình máy chiếu thông minh. Giờ học toán tại trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2, học sinh đều sử dụng máy tính bảng thay vì sách giáo khoa. Được trang bị bục giảng thông minh nên giờ học toán trở nên sinh động, thú vị hơn rất nhiều từ việc lên mạng tìm hiểu thông tin. Học sinh thao tác vẽ hình trực tiếp qua màn hình cảm ứng, trả lời câu hỏi qua máy tính bảng. Vì vậy, giờ học của các em giờ đã đa dạng, hấp dẫn hơn, có những thay đổi nhất định. Để giúp cho việc học thông minh được tốt hơn thì chúng cháu phải luôn luôn biết cách trau dồi kiến thức bằng cách đó là tìm hiểu những thông tin ngoài những kiến thức có trong sách giáo khoa, tìm hiểu thêm những trang web để truy cập ngoài cô giáo cung cấp, hay có thể là tìm hiểu các kiến thức trên mạng. Được sử dụng và được làm bài tập trên máy tính bảng vì cháu được các cô dạy nghe, dạy nói, dạy những bài học bổ ích, và nhiều lúc các cô cho lên mạng truy cập những từ khó. Lớp học thông minh được trang bị bục giảng thông minh thông qua phần mềm kết nối học sinh, giáo viên và các thiết bị học tập hiện đại. Qua đó, giáo viên có thể tương tác với học sinh, giao bài, nhận kết quả ngay. Nhờ hệ thống máy tính bảng, màn hình cảm ứng, mạng Internet và các thiết bị ánh sáng, âm thanh khác, bài giảng trở nên sinh động, dễ tiếp thu, học sinh chủ động, phát huy tính sáng tạo, tìm tòi, đưa ra đáp án đa dạng, không dập khuôn. Học thông minh này thì được tích hợp rất nhiều các cái thiết bị dạy học hiện đại, vì thế cho nên là đối với giáo viên chúng tôi thì có rất là nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất là chúng tôi có thể làm cho các cái bài giảng nó sinh động hơn, học sinh thì tiếp thu được kiến thức một cách dễ dàng hơn, sự tương tác giữa giáo viên và học sinh cũng được gần gũi hơn, và trong một tiết học thì học sinh có thể được tiếp xúc với nhiều dạng bài tập và làm một cách rất là đơn giản. Ngoài ra là giáo viên có thể kiểm tra cái sự tiếp thu của học sinh đối với từng học sinh một, cũng như là có thể kiểm tra được cái việc học trên lớp của học sinh đối với từng học sinh. Mô hình lớp học thông minh là hình thức đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học, đã và đang cho phép cả giáo viên và học sinh có một không gian công nghệ thông tin trong giáo dục, qua đó nâng cao chất lượng dạy và học. Trong thời gian tới, Đông Triều sẽ tiếp tục đầu tư để hoàn thiện, nhân rộng mô hình này để xây dựng nền giáo dục đào tạo hiện đại.